Bảng C là bảng đấu duy nhất đã sớm ngã ngũ trước loạt đấu cuối cùng. Cả đội tuyển nữ Tây Ban Nha và tuyển nữ Nhật Bản đều đã giành quyền đi tiếp vào vòng nó cao. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đánh bại Costa Rica 3, không ở trận gia quân. Sau đó, họ nghiền nát Zambia với tỷ số 5-0 ở lượt trận thứ hai. Với đội tuyển Nhật Bản, họ đánh bại Zambia với tỷ số 5, không ở trận mở màn. Sau đó, các cô gái Nhật hạ gục Costa Rica với tỷ số 2-0 với hai bàn thắng được ghi trong vỏn vẹn 2 phút từ 25 đến phút 27. Khá đáng tiếc cho Nhật Bản bởi nếu thắng đậm hơn thì ngôi đầu lúc này đã có thể thuộc về họ. Hiện tại, hiệu số bàn thắng của tuyển nữ Nhật Bản đang dương 7, còn nữ Tây Ban Nha đang là dương 8. Với hiệu số này, tuyển nữ Tây Ban Nha đang là đội đầu bảng. Cần biết là việc giành ngôi đầu bảng C sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha hay nữ Nhật Bản. Bởi đội đứng đầu bảng C sẽ được gặp đội nhì bảng A, hiện có 3 ứng viên là tuyển nữ New Zealand, đội tuyển nữ Philippines và nữ Na Uy. Còn nếu đứng ở vị trí nhì bảng C, nữ Tây Ban Nha và nữ Nhật Bản sẽ có nguy cơ phải gặp nữ Thụy Sĩ. Đội rất có thể sẽ giành ngôi nhất bảng A. Chắc chắn là cả tuyển nữ Nhật Bản và nữ Tây Ban Nha đều muốn gặp những đội bóng bị đánh giá là yếu như tuyển nữ New Zealand, Philippines, Na Uy thay vì Thụy Sĩ. Nên họ sẽ muốn bảo vệ ngôi đầu bảng ở bảng đấu này. Thực tế, nếu chơi quyết tâm, tuyển nữ Tây Ban Nha thừa sức giành một điểm trước nữ Nhật Bản. Nên nhớ là trong 4 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội, đội tuyển nữ Tây Ban Nha bất bại khi giành 3 chiến thắng. Trong trận giao hữu gần nhất vào tháng 11 năm 2022, tuyển nữ Tây Ban Nha cũng giành chiến thắng trước các cô gái Nhật với tỷ số 1, 0. Đội tuyển nữ Nhật Bản trong lần gần nhất gặp một đối thủ từ châu Âu thì họ cũng thua tuyển nữ Đan Mạch với tỷ số 0, 1. Trận này nhiều khả năng tuyển nữ Nhật Bản cũng sẽ phải nhận thêm một thất bại trước lượt trận cuối vòng bảng hai đội có lực lượng mạnh nhất. Theo các nhà cái trận đấu này sẽ về lẻ bàn thắng. Thống kê chỉ ra, Đội tuyển nữ Nhật đã ghi bàn ở 5 trong 6 trận gần nhất của họ. Còn tuyển nữ Tây Ban Nha cũng ghi bàn ở toàn bộ 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hai đội tuyển này đang có hàng công rất mạnh. Đây cũng là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa quan trọng, nên thế trận có thể sẽ diễn ra cởi mở và nhiều khả năng cả hai đội sẽ cùng ghi được bàn. Nhiều khả năng bàn thắng sẽ xuất hiện ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên và người có bàn thắng dẫn trước rất có thể là đại diện châu Á. Chuyên gia bóng đá Jose Sanchez đến từ trang go.com cho rằng cả tuyển nữ Nhật Bản và nữ Tây Ban Nha đều đang chơi tốt ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn khi chuỗi chiến thắng đã kéo dài lên con số 8. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng ở trận này. Đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ thắng kèo châu Á. Cả hai đội ghi bàn và tổng bàn thắng sẽ là số lẻ. Chúng tôi dự đoán đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có chiến thắng 2, một trước nữ Nhật Bản. Được biết trận đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Tây Ban Nha trong khuôn khổ World Cup nữ sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 được chúng tôi cập nhật liên tục tỷ lệ, tiếp, soi kèo bóng đá, nhận định. Theo bạn giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh youtube tin bóng Delta của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.